Ít nhất 10 người leo núi đã thiệt mạng sau trận mưa tuyết dày đặc xảy ra tại vùng núi phía bắc thủ đô Tehran của Iran vào ngày hôm qua. Ngoài ra còn có hơn 10 người khác đang mất tích. Các đội cứu nạn Iran đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người này. Theo truyền thông địa phương, tuyết rơi dày đặc và sau đó là lở tuyết trong 2 ngày qua là nguyên nhân khiến nhiều người thương vong. Tuần sau, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh gây rét đậm rét hại đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12, tức là thứ Tư tuần tới, không khí lạnh mạnh sẽ tràn về gây rét đậm rét hại trên diện rộng ở miền Bắc và kéo dài trong dịp nghỉ Tết Dương lịch. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi chỉ từ 4 đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Còn vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ vào khoảng là 8 đến 11 độ. Ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất là 14 đến 18 độ. Tại tỉnh Kon Tum, thủy điện Đắc Re nằm trên địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plong từng được đánh giá là thủy điện xanh phát triển bền vững, không làm ảnh hưởng đến môi trường và người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, tại thời điểm này, trong quá trình thi công của dự án, thủy điện Đắc Re đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm thiệt hại trên 10 hectare đất sản xuất của hàng chục hộ dân. Đây là khu vực thi công hạng mục canh dẫn nước thuộc dự án thủy điện Đắc Re. Đường kênh này có tác dụng dẫn nước từ sông suối về hồ đập tích nước Đắc Sorak. Từ khi xây dựng đập, một lượng nước lớn đã đổ về suối Đắc Re, làm cuốn trôi 10 hectare đất sản xuất của 73 hộ dân canh tác hai bên bờ suối trên địa bàn xã Hiếu. Không chỉ vậy, còn gây sạt lở đất, uy hiếp trực tiếp hộ dân sống trong khu vực. Cách đây 2 tháng thì khoảng trống, phía sau lưng tôi đây là những thửa đất trồng lúa ngô khoai sắn của bà con ở con suối này. Từ khi bị sạt lở thì bà con không chỉ lo lắng là mất đất sản xuất mà còn lo sợ là ảnh hưởng đến nhà cửa nơi sinh sống của mình do bị uy hiếp bởi sạt lở. Khoảng đất ở trước nhà tôi đây, trước khi thủy điện làm thì nó cách đường bê tông này hơn 30 mét. Nhưng mà từ khi thủy điện nó nắn dòng, bây giờ nó sạt lở vào mất hết cái khoảng hơn 30 mét đó. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Hiếu, việc xây đập tích nước của thủy điện Đắc Re đã gây thiệt hại cho 4 làng, gồm Con Plin, Vi Cờ Long, Con Biên và Con Long bị sạt lở. Thời điểm này cho đến hết tháng 1 của năm tới là thời điểm của đồng bào Xê Đăng, Mơ Năm trong làng gieo mạ để cấy lúa mùa. Nhưng hiện nay đất ruộng đã bị vùi lấp do sạt lở. Bà con lo lắng vụ đông xuân này sẽ không biết phải làm gì. Bên này là đất trồng cây, rồi cũng làm nhà ở, rồi nó sạt bên kia là ruộng. Tổng diện tích ruộng của bà con là hết 5 sào chưa tính nơi khác. Thành lập đoàn có các phòng ban của huyện, có đơn vị chủ đầu tư và ủy ban xã, thôn trưởng các thôn và các hộ dân bị ảnh hưởng đi kiểm tra rà soát thống kê cụ thể từng hộ một. Trên cơ sở đó thì sẽ bàn bạc cái hướng giải quyết khắc phục cho nhân dân. Thời gian qua đã có không ít câu chuyện hay những hệ lụy từ những dự án thủy điện đối với cộng đồng. Lúc này khi câu chuyện sạt lở từ việc thủy điện Đắc Re nắn dòng chảy tại xã Hiếu, huyện Kon Plong vẫn chưa gây ra thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân, thì chính quyền tỉnh Kon Tum cần có những biện pháp can thiệp kịp thời để giải quyết vụ việc này. Thủ đô Moscow của Nga cuối tuần này đã được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn nhằm chào đón năm mới 2021. Những địa điểm nổi tiếng ở thủ đô của nước Nga như là Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin và nhà hát Bolshoi đã được trang hoàng bởi ánh sáng huyền ảo. Thủ đô Moscow cũng lắp đặt 1.000 cây thông và khoảng 4.000 công trình ánh sáng để chào đón năm mới 2021. Trong tháng 12 này, Nga đã triển khai tiêm vaccine Sputnik V cho các bác sĩ và những nhân viên y tế ở tuyến đầu, với hơn 200.000 người đã được chủng ngừa. Các dữ liệu thử nghiệm sơ bộ được công bố vào tuần trước cho thấy vaccine Sputnik V đạt hiệu quả phòng ngừa lên tới 91,4%.